xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay là qua ngày hôm sau, Hoa ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Hôm qua thì ba của Hoa cưa được có 39 phút thôi là bị xúc sơn hai lần rồi, nên là không có cưa nữa. Qua ngày hôm sau thì có thêm bắt tám phụ đang mở cái máy to ở phía sau nè, để cho ba của Hoa có thể đem con phần nhánh khô ở phía trên xuống. Nhưng mà cũng không biết cưa có được không nữa quý vị. Nhánh khô quá cho một phần. Dạ quay chứ được. Đây là cái miếu bà cố nè quý vị. Cái phần mái tôn nó thụng xuống luôn, do là cái phần nhánh ở phía bên kia nó rớt xuống. Nhánh đâu bà cũng hơi nó gần 800 vành. Bà phụ quá hay. Nó nặng lắm chú, cắt nhỏ nhỏ á. Cái miếng to nó ra đó quý vị. Giờ cưa mấy này đang dọn cắt miếng sắt rồi dọn con mũi bay như bùa hông. Chú ở dưới đó chú đưa lên cái lưỡi cưa lần cắt này. Cái lần cắt đó nó muốn đứt rồi. Không có đường đưa. Không ở dưới đưa lên được. Không có đường đưa. Không mở miếng to nó được dướng miếng to. Sao mở khoai này chú. Cái thang là anh đẩy sạc cái gì vậy? Ra đi. Wow.
con trên trời quá trời mũ. Thì có một bàn thờ ông Thiên mà bác trai thỉnh đi để cho chú Đường cưa cái lóng này, mà ba của Hoa nói để thay đồ ra để cưa cho. Nãy giờ ba của Hoa đi cúng. Nợ nó là chúng cái chân chú Đường. Rồi luôn rồi chú Đường ơi. Rút ra luôn rồi. Rút hai con miếng luôn á. Nó xúc có hàng luôn rồi. Giờ chỉ có leo bên kia, mở ngóc bên kia là gỡ 2-3 tấm đó xuống luôn á. Gỡ từ tấm cũng chết, nhưng không chết không kịp gỡ cho một về luôn, kinh chi nổ mà kinh. Này có mấy cái thằng này, cắt cho mấy cái sắt nè. Mấy bên đây nè, cái chậm nè. Mà nó không ra rồi. Nó mở này chắc phải lâu, nó tự chút hết á. Hai người thiên hai đầu. Miếng đòn bên đây thì ba con Hoa với mấy chú mấy bác cũng đã mở ra rồi. Bây giờ ba con Hoa lên phần phía trên để cưa cái nhánh bị gãy. Cái này là phần rễ của cây á. Nó hồng xuống xong rồi là bự lên. Dạ do gần đây có tiếng nhạc nên Hoa xin phép dịch cho máy nổ để lắng nghe tiếng nhạc, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Đi qua đây nè, qua đây đi bộ qua đi. Hoa không dám lên ngay phía nhánh gãy luôn. Hôm mấy con ong vú bay vòng hoài. Ủa sao lại xuống hả? Qua bên kia. Bên này nhánh nó gãy đụng vô sợ rớt nguy hiểm. Đừng có đứng gần cái móng nha. Nó có phần chân nó bị gãy nha. Thôi còn nhánh nào. Vậy là chắc thấy dính da sâu như thế này. Dính da bị nhiều. Dính da còn tốt quá. 10 ngàn quá, hơn 10 ngàn. Bác có gỡ nhánh nó xuống được mà. Ôi, bác
chắc là đỡ. Bảo cái nhà bởi vì này động cái chỗ cái nhà như thế nào chứ. Trời, ba con hoa thấy dây đu lên phụ quá. Cái lớn lên rồi nữa là treo cái nhất. Trời đó không kêu chú nó qua cái rễ nhỏ quá nhỏ nó đây. Nó xấu chú đường hoài. Này ba cũng hoa kêu chú đường cột chằng vô ba cái rễ của cái cây luôn. Đây là thân chính nè quý vị. Bên đó là mấy cái rễ đâm xuống á, nên nó tươi tốt hơn. Cái tao chia kìa, cho nó đưa đựng qua vô á. Nó cột chứ. Chưa cắt tới đó mà. Mình cắt tới kia trước. Còn bên này cái mấy cái rễ đâm xuống cái bát chặt nên là cây nó chết. Xuống đây. Lấy gì lỡ cột kịch qua kìa. Rồi giờ ba cũng hay cột thêm cái phần phần ngọn nữa. Nói cột cái phần gốc. Qua cái cây già cái bên. Kêu nó đi. Trèo lên. Trèo lên để máng cái sợi dây. Bão số 4. Chắc không mưa đâu đây, ẩm gió rồi, có đây à. Gió gì thôi chứ. Gió tan mây hết nè. Sợ cái không cục dưới đó ta cục trên. Dạ. Nhau cục dưới ở trên chỗ ngay chỗ cái trái hai á, ngay chỗ. Nhưng hai là cái nhánh này nữa. Hả? Nhánh này nữa rồi. Cái cắt cái nhánh treo đó kìa. Cho nó đập xuống đó. Dạ. Mày cột cũng ngắt cho đó đi rồi bỏ nó đi. Rồi hồi mà còn hồi sao mày mở cái đi được như cái bên đây nha. Mà xả ra nha. Làm sao xả được á chú ơi. Chứ bây giờ cắt này ai dám đứng cắt, nó ở qua đây rồi, nó nguy hiểm lắm. Dạ, Hoa xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi xem ba của Hoa cùng làm việc như thế nào nha. Cùng đón xem những hành động tiếp theo của ba của Hoa.
Dạ họ cũng không biết là cái phần nhánh nó sẽ như thế nào đó, nên họ đứng xa cũng hơi khuất tầm nhìn, mong quý vị thông cảm cho họ nha, họ không dám đứng gần. Ló đậu sao được? Chưa. Ló đầu lăng không? Rồi vậy ló đó. Giúp con ngồi xuống. Giáp tới mấy chưa? Chưa. Còn còn nữa gan tay nữa. Đó. Hoa không dám đứng, không đứng sợ bật hoa luôn. Có chị thấy không? Bởi vì chị thích nó nhỏ xíu nhỏ xíu à. Người mà nhờ ba có đồng lên các cái nhánh này, cái nhà thì nói với ba có đồng lên là các cái nhánh này xíu à. Là cô chính là nhà, là em của bác gái á. Nhà ba của Hoa đến đây cưa mấy cái nhánh nhỏ xíu à. Mà tới đây là thấy gì cũng muốn dội luôn. Cắt này cũng được, có dẫn cho được cắt nhánh dưới được. Đây xuống mình đi cắt điều á. Cái phần nhánh mà nãy ba của Hoa cưa xuống hả quý vị? Quá lớn. Cái vành này chắc cỡ 160-170 gì lần đó quý vị. Nãy bà cũng tháo cái sợi dây đó ra để đỡ cản nhánh phía trên. Bây giờ cột lại để cưa phần nhánh đó. Cột nhiều cột sao mà hồi dễ mở nha. Anh quất bên này mà hồi cột bên kia. Chưa xiết rồi, xiết lại cái.
nhá, chút rồi dùng chút được, dùng chút được rồi. Rồi cũng hơi sợ hiếp miệng máy cưa quý vị, hiếp cái lam máy cưa. Rồi nó đã đứt ra rồi. Quý vị thấy cái phần nhánh khô ở phía trên à. Ở phía trên kia cũng khô nữa. Cũng gãy đi thôi chị.
cây gãy ra tới đây luôn ha. Gãy xong rồi bác lấy mấy cưa cưa từ từ nhỏ 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 nhỏ. Không, bây giờ anh cắt dây chân nó cắt lần lần mới được. Chưa đưa cột lên chứ cắt xin đập vô đó. Cột dây lên đây nè. Cột dây dây lên mới được. Rồi phải đi được. Rồi. Chẳng mà dây lên. Có gì ốc coi cho nó ấy không? Ông bảy không có mặn gì không? Đi kia. Đi chợ mua đồ. Mua gì? Đi mua chân. Chanh mua gì cho nên đi tới. Hả? Đủ không cha? Chanh không đủ đâu. Bà con Hai về cái sợi dây lên phía trên để cưa bỏ phần chân nữa. Cây bị con bù xè ăn đó quý vị. Để hoa quay phía trên cho quý vị xem. Rồi cột luôn cái đường. Cái máy to anh chú ơi. Chú đại đi lớp à. Mà leo lên leo xuống ngay đây thì hơi lâu. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Chưa để chờ cậu vô này đắng mình dính cái đầu ngang chứ không đứng đợi kệ đứng tôm đây hương tôm đây. Đi nhỏ nó đâu bạn. Đúng từ từ đi chú bạn ơi. Rồi xuống đây xuống cái từng đó. Bà của Hoa kéo ra phụ luôn. Chứ bây giờ mà nếu hôm qua không cắt cái này để đó là làm cái bẫy vậy gì? Tại cái này nó đâu có còn nó đâu dính đâu, nó gà ngã. Nó bị gài thôi đó. Chứ nó không dính gì trong đây chứ. Nó có dính. Cái mình cắt hết trơn mà không đi mà là ẩu ẩu cắt đó ha là ừ, cái này vô nè. Cái này lớn cho tới cái miễu trong luôn. Nghe cái miễu năm năm bà. Nó dài lắm. Rồi mình... xuống nhánh này lên em ơi. Nhưng mệt chút đi. Dài nhưng mệt chút đi. Vậy đuối lắm. Cái nhánh này là em trời ơi. Quá trời tét. Chở cái nhánh này thôi à. Nó vô. Mình sợ chở nhánh đó thôi. Giờ chỉ đường đo thử cái quanh cái này nè con. Nhiêu? 101.
110, 103. 103 mà còn còn trên đây hơn gấp đôi luôn. Nói gì mà bự ghê không cả nhà. Nãy ba cũng hay xuống nghỉ mệt đó, là trời mưa luôn quý vị, da cây còn ướt. Ba cũng hay đang leo lên cây để tiếp tục cưa vào đầu giờ chiều. Nãy cưa mới 10 giờ, giờ 10 giờ là mưa rồi quý vị. Cưa xong con nhánh một. Ở đây giờ tới đầu giờ chiều cưa tiếp tục. Ở đây kiếm số mùi khó à. Qua không được. Mang móng. Mang móng đâu rồi? Rồi lên nước nhà được vậy. Đây. Nhà có thằng leo lên theo. À, tất cả những nhánh treo là ba con hai xuống ngay chỗ gốc này hết. Là chỗ mở mấy miếng tôn với mấy cái đa, cái kèo đồng tay rồi. Tên đó. Rồi bắt vô cái đầu trong này được. Đây nè. Mua mè lên đây. Con ra cái mái tôn trước mà. Ủa lên nào? Chưa biết. Nè. Bắt đầu đầu anh. Lên. Để cái ba con lên. Nãy giờ cái cô cừ là nãy cái đường cái toàn cắt cái nhánh cây á, ngồi ngồi ngoài mà cắt cái nhánh cây trồng rất bịch xuống đất. Ngồi ngoài cắt cái trồng à, ngồi ngoài cắt trồng. Bởi vì nãy giờ mấy cô cừ hoài nhắc tới là cười. Cái đẻ cái thương mà cái nó đẩy đẩy lắm đó mà cừ. Ngồi ngoài cắt trồng hả? Ngồi ngoài cắt trồng. Ngồi ngoài cắt trồng. Gãy cho nó lâu gãy muốn chết luôn rồi. Chứ đừng có hay quá. Má mặt cưa như con thấy nó bằng chứ đâu có bị xéo chứ. Mặt cưa còn trăng. Sao có bị tét. Mặt cưa đứt ngọt luôn á. Hoa nè, đó gió xuống đó có 1 mét. Nó cũng gần, không có mấy tắt nè. Ở đây ngọt ngoài chưa đứt hay gì. Nó nãy nhìn thấy có gan không? Cái đó đi đang nằm viện ấy. Dạ. Yeah.
Ngay cả cây. Rồi. Ba ăn cọp cái đó luôn. Các thầy hầu dẫn nó mới thòng dây xuống nó được chứ mới cả tay nó không thòng được. Cái gãy nó đâu lên tượng. Kéo luôn dây à. Kéo cái đuôi dây ra một chút nữa ba ơi. Bà ơi à. Mày đâu? Còn dùng quá chú ơi. Kẹt cái dây á. Kẹt dây không có. Dây dừng xuống không được á. Bỏ đi bỏ đại đi đây. Đi luôn xuống là gì không có kéo nổi thôi đó. Rồi ghi thẳng đi. Được chưa? Lên trên không? Cô biết tay thì đi tiếp chứ cây đâu chân chạy. Hả? Cái này nè. Chào buổi sáng thì có bác bảy phụ à. À, buổi chiều thì có bác tám với bác mười nữa. 5 người phụ. Nhiều quá vậy. Vì video cũng khá dài, Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.